Chào mọi người nha. Mình là một trong mấy ngàn người hôm qua về quê rồi bị công an chặn lại rồi phải quay đầu xe về không được nè. Bây giờ mình mới ra ngoài phường vô rồi mình có một vài lời muốn nói lại với mấy người mà lên mạng rồi chửi những người như mình nha. Mà cái vấn đề đó để mình nói sau, bây giờ mình nói cái vấn đề này trước để mà giúp được bà con nào, anh em nào thật sự mà khó khăn nha. Thì mọi người cứ ra phường. Mình cũng vậy, mình mới vừa ra ngoài phường vô này rồi mình trình bày người ta hỗ trợ được bấy nhiêu lương thực thực phẩm này đó, rồi mình có nói với ông chủ tịch phường á, mình kêu là bây giờ nhà em không còn gì hết trơn á, nhà em có ba anh em hết bình nước lọc 10.000 thôi mà em không có tiền đi đổi uống nữa, bây giờ cho em xin mấy chục về em đi đổi bình ga mini có 10.000 à để em nấu ăn. Rồi ông có lấy tiền ra ông cho trước mặt mọi người rất là đông nha, có cho được bấy nhiêu đây nè, cái số tiền chính xác là 50, 20, 10, là tất cả 80 này, số tiền chính xác mà nãy ông chủ tịch phường cho mình này 80 ngàn này, nhưng mà bấy nhiêu thì cũng đủ rồi, mình không cần gì nhiều, thêm một tháng nữa chắc là đủ, có gì mình liên hệ xin tiếp. Và đó là lời mà mình muốn nhắn lại với mấy người mà thiệt sự khó khăn, thực sự rất là cần cần cái gì thì cứ ra phường trình bày rồi xin cái đó, không có ngại gì hết á. Nói thiệt cho mình á, mình cũng cũng sợ công an lắm, mình không dám gì mà đối diện với công an đâu, nhưng mà bây giờ đường cùng rồi, thực sự khó khăn mình phải làm vậy thôi. Còn cái điều mà mình muốn nhắn tới mấy người mà lên mạng xã hội mà thấy chửi á, chửi mà nhiều kiểu thấy khó nghe lắm, nói tụi mình là biết dịch mà còn ra này kia. Tại sao vậy? Mình hỏi một câu nha. Ví dụ như mà lúc đó mấy ngàn người đó mà về thành công á, thì mấy người có hùa theo rồi về theo sau không? Tụi mình là cái tụi mà dám liều nè, đứng ra mở đầu nè. Mọi người chửi á, nói là tụi mình ngu này kia. Không phải là ngu đâu. Ai cũng biết là sẽ bị bắt rồi. Nhưng mà người ta liều, người ta tới đường cùng rồi. Bắt buộc phải làm liều để mà thông chốt, để mà được về quê. Chứ ở đây bây giờ sống bằng cái gì đây? Nhưng mà mọi người chửi chửi mà xúc phạm những người như tụi mình rất là nhiều, mình không biết mấy người nghĩ gì nữa. Mấy bạn chửi á, chắc là mấy bạn giàu có tiền có thể lo được cho cuộc sống, còn công nhân nghèo như tụi mình á, đây không phải là mình nói riêng một cá nhân mình nha, mà hình như rất là nhiều người hôm qua thông chốt là mấy ngàn người luôn á. Không phải là người ta không biết là người ta sẽ bị bắt, không phải là người ta ngu, nhưng mà đó là người ta liều, tại vì nó hết đường rồi, bây giờ chỉ có con đường đó thôi mới cứu sống được mình.